thế nào? Ví dụ khi mà Tuân hô đoàn đó, nếu mà không hô ơ thì có nghĩa là bị loại, và nếu mà không mà phản xạ thật nhanh nữa thì cũng sẽ bị loại, đúng không ạ? Vâng, loại tất nhiên rồi, sẽ không nhận được phần thưởng đâu. Và người cuối cùng sẽ nhận được phần thưởng danh giá ở trên tay của em Tuân đây rồi, và đã chuẩn bị từ trước đây rồi. Vâng, em Tuân không muốn, anh em Tuân không muốn cầm những thứ này đi về đâu ạ. Vâng, muốn trao cho tất cả mọi người cơ. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Bằng hồ hải hộ ơ ạ. Thật là diễn cảm vào. Ơ bằng vậy đó nha mọi người ơi. Như vậy phần đó đó chỉ là nháp thôi. Vâng, đó là phần nháp. Và đối với lần thứ hai đó, lần thứ hai mà phản ứng mà chậm thì em Tuân sẽ loại ngay, như vừa rồi là như loại ngay anh Minh nhá. Loại ngay đấy. Vâng. Thế nên là mọi người, thế nên là mọi người phải tập trung. Đấy. Đoàn. À. Đoàn. Không tập trung, không tập trung là bị loại, không tập trung là bị bắn phát chết luôn, đúng không ạ? Đúng không ạ? Đoàn. À. Đoàn. 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 À. Em bắn đoàn mà chị lại bắn lại em, chị phải ơ đúng không? Chơi rồi. Vâng, xin mời. Vâng, mọi người có đồng ý là cho chị một cơ hội được không? Một cơ hội duy nhất nhá, một cơ hội duy nhất nhá. Và hãy nhớ bắt đầu từ bây giờ. Không bắt đầu từ bây giờ, không đúng như là chơi. Loại luôn nhá. Đúng rồi. Thỉnh thoảng là phải bất ngờ. À. Vâng, xin mời. Em nghĩ rằng sau trò chơi này nhiều người chúng ta phải đi đoàn hy vọng rằng trên này không ai bị bệnh tim, đúng không? Chứ không là nếu mà bị là ngất luôn ra đây là em Tuân không có cánh nổi, đúng không ạ? Đoàn to lên nhá để mọi người phía dưới nhìn thấy, đúng không ạ? Đoàn sao ạ? À, vâng, có tâm phục không ạ? Vâng, đó là cái cách để đánh lừa mọi người. Vâng, xin cảm ơn chị, chúc chị thành công trong cuộc sống. Anh Minh Chuyện, có lẽ rằng đây là hướng đẹp đúng không anh? Đúng rồi, đúng luôn. Em có lẽ rằng em sẽ chuyển đến đằng sau, em bán từ đằng sau. Thôi mọi người bình tĩnh, mọi người cứ đứng tại vị trí của mình đi. Đoàn. À. Đoàn. Đoàn. Hai con mắt sáng long lanh không hiểu điều gì xảy ra. Và có lẽ rằng phải chăng ta đã phải lìa xa. Rồi xin mời. Xin mời. Vâng, nhà mình đứng sát với nhau đi. Cứ đứng sát với nhau cho nó tình cảm, yên tâm. Yên tâm. Bằng một tràng vỗ tay cho mọi người, tất cả mọi người trên này nữa. Đoàn. Đoàn. Vâng, nhà mình đứng thẳng đi. Nhà mình đứng thẳng đi. Dạ vâng, nhà mình cứ yên tâm đứng thẳng đi. Vâng, cứ đứng thẳng. À! Đoàn! 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 Đoàn!
Cảm ơn chị. Có lẽ rằng lần này em Tuân sẽ đánh liên thanh, cho nên là mọi người phải chú ý nhé. Bắn liên thanh này. Vâng, ý kiến mọi người sao ạ? Anh Minh ơi, anh phải nhanh hơn nữa. Anh phải nhanh hơn nữa nhé. Vâng, mọi người tập trung không lại chết. Đoạn, 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 đoạn. Ông này làm sao? Tôi bắn ông này mà bắn tôi. Tôi đi ra thì đâu đâu bắn tôi. Vâng, hãy sát vào nhau đi ạ. Vâng, cứ sát vào nhau. Bắt đầu mọi người nhá. Lần này sẽ nhanh hơn. Đúng không? Đoang! Đoang! Ôi tôi chết, tôi nhầm. Vâng, xin mời anh xuống. Vâng, chúng ta đứng giữa. Vâng, anh nữa. Vâng. Chúng ta đã sắp tìm ra được người chơi xuất sắc nhất rồi. Và không biết rằng ai là người sẽ giành được phần thưởng của em Tuân đây ạ? Dạ. Dạ vâng, vâng. Đoạn, 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 đoạn. Không hề đơn giản, tưởng dễ nhưng mà không hề đơn giản. Đúng không? Vâng, xin chúc mừng chị. Xin chúc mừng anh. À, chị thấy trong chân thế này. Nói chung là thốt đi. Thốt đi. Vâng, đó là cảm nhận của chị. À, anh khá là căng thẳng. Rất căng thẳng. Vâng, vâng, hãy thật thật là tập trung nhé. Đừng có mà nghe mãi em Tuân bắt nói chuyện mà cứ chú ý và như thế là chúng ta rất dễ bị loại đó. Bởi vì thường thường như vậy ấy, thì em Tuân sẽ dùng một cái cách đó, đó là cái cách để em Tuân loại được. Đoạn, 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 đoạn. Trò chơi này mọi người mới biết rằng không phải là còi súng, không phải là người còi là súng yếu, không ạ? Đúng không ạ? Vâng, và xin chúc mừng chị là người chơi rất là xuất sắc trong phần chơi này, và tất nhiên rồi sẽ nhận được phần thưởng rất là danh giá tại cuộc chương trình. Vâng, và bây giờ thì xin thầy cảm ơn. Có rất nhiều phong bì và có những mệnh giá khác nhau, và em ham hy vọng rằng chị sẽ chọn được những phong bì mang mệnh giá đó là 500.000. Vâng. Vâng, chị có thể chọn bất kỳ một trong lá trên tay này được không? Vâng, chưa, chưa bắt được. Vâng. Trên tay của chị đã có tấm phong bì của mình rồi. Vâng, chị có thể rơi lên cho mọi người cùng nhìn được không ạ? Vâng, nhìn nhìn. Vâng. Đó là một phần thưởng, em Tuân nghĩ rằng nó không to về vật chất nhưng mà nó lớn về tinh thần, đúng không ạ? Vâng, chúc chị thành công trong cuộc sống của mình. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều.